và chúng ta cũng từ bài tập sau đây chúng ta có đại và chúc họ đó trận trận đấu thành công trọng thưởng cho các bạn. Và trận đấu kết thúc một giai đoạn quan trọng của giải đá chân vợt MTV lần thứ hai. Họ sẽ cùng cách nào để
thứ tư của nam phủ của nam đá bạc 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 cái đèn đạp đạp tới đến đối với phân tử nam bắc thơ và ngày nay thì cũng như thuận lợi họ đang vận động sự chủ lưu rất lớn từ phía cơ động viên người dân và đặc biệt là đồng đội ở trên sân. Một trận đấu rất quan trọng trong cuộc chiến năm qua, chúng ta cũng đã thấy một trận cầu rất thực tế, một trận đấu cũng được gọi là sống còn giữa công ty Mạnh Hải và công ty Phú Giang nước sạch. Với cả những phương hình của công ty Bạch Hải cũng đã lắp ra được trạm cửa đặt ở vòng tứ tức thì mà đã có thời điểm gọi để cho công ty nước dẫn tới cách biệt là 2-0 bảo vệ với một trận đấu không được phát hỏa thì rõ ràng không có sự lựa chọn nào khác dành cho nam định thơ đó là phải chờ tấn công. Ngày nay thì nhà đá đỏ vẫn đang được sự tôn trọng rất lớn dành cho đối thủ và cũng là để phòng ngừa những trường hợp xấu có thể xảy ra. Tất nhiên là vòng tứ kết thì gặp phải đối thủ nào cơ thủ Bạch Hải hay tất cả Đại Học cũng thường là rất khó. Chúng ta đều biết là tứ kết và cả hai đội bóng đã sắp xếp sự có mặt của thân nhiệm cầu thủ bạc già vẫn đang mặt cho những đội dân đó là thủ đô và cầu đảo có lối chơi rất thân với Zlatan Ibrahimovic và rồi là một đội dân đá rất được những các chị bạn tấn công. Ngày nay thì năm đội cầu đang kéo anh tuấn xuống đá trung vệ. Đã có khá nhiều những sự điều chỉnh về bản đồ hình dành cho đội bóng áo trắng trong trận đấu đá bạc. Theo quan sát chúng tôi thì qua ba trận đá đấu, từ xuất phát của họ chưa trận nào đến trận nào cả và có rất nhiều điểm. Họ đã giành được những điểm số tuyệt đối sau những lần trận đấu trước và sau đó đã thành công trong trận đấu này. Và đây sẽ là quả đá phạt dành cho Nam Định Thơ. Quả đá phạt sẽ là của Trần Tuấn. Anh Tuấn. Và sức khỏe của Hoàng Bách sau vừa áo trắng đang phát triển cho yếu tố thân nhận thì mà phát triển gì cho đội tuyển đồng phía Nam Định Thơ đều là những cầu thủ khá lớn tuổi, những cầu thủ thuộc lứa tuổi 8x và trận tất của Hoàng Bách và giải đá thủ phạt đối với Mạnh Cảnh. Hôm nay Mạnh Tài đang là đỉnh cao nhất cho hàng công của nhà đá đỏ. Đây là trận đấu và kết thúc của bản tin bóng đá Nam Định lần nào chúng ta vô địch và trận đấu sẽ được phát lại trực tiếp vào lúc 21 giờ tối nay. Mạnh Tài chúng ta xin chào quyết định của chúng tôi. Không ngờ có số người chơi trong vừa nhà đá đỏ trái với phương án chúng ta, đội chủ nhà nhà đỏ sẽ chơi chung khi mà họ đã chắc sắp được chưa? Điều gì chúng tôi đang là và tình huống xử lý từ phần sân nhà của anh Tuấn và nó đã được thực hành trên tên bên phía nhà đỏ phải tẩu bóng chung trong bàn góc.
luôn, những bạn đi về rất sập. Một lối chơi được gọi là làm bảo hiểm, và nó sẽ là một cơ để cho Vàng Đá Đỏ chơi phản công. Công nghiệp và số lớn rất tốt của Bạch Lễ không được. Và
chú là tập này đã có được nhiều những tình huống phát động tấn công lên phía trên cho đồng đội. Chú nhớ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được nhất lúc này còn đã là được luôn. Trường lực đã không thể tự quyết được số phận họ và chấp chờ vừa vò nhà lắm ở chỗ này. Tuy nhiên thì mọi việc làm chúng ta theo chủ hướng có thuận lợi cho nhà lực thơ. Rõ ràng là cũng đã thấy một trường tờ với phần thi đấu ảnh hưởng như thế nào đến cục diện của trận đấu. Em này thì mục tiêu của đội là hoàn toàn khác hẳn. Cũng cần phải có được chiến thắng liên tiếp đã giúp cho năm một giờ vượt được một cách đáng hứng khởi. Mở ưu đá thuộc về Tuấn Anh.
và triệu bá được vương thị vượng có công công sức nhiều thành trò được bảo những nhà khán đài. Rõ ràng là họ vẫn chưa có được một điểm dầu tốt ở mặt phòng ngự. Đầu tiên đều dũng hiểu thì mọi nhà khán đài đang phải đá hai trận liên tiếp trong hai ngày. Trong buổi chiều ngày qua thì họ cũng đã phải vất vả để vượt qua cầu thủ vận lực và trận đấu rõ ràng cũng đó là sự giảm về mặt lực của đội bóng này. Được rồi. Một đường chuyền của Tuấn Anh dành cho Thanh Nguyên. Thì hiện tại sẽ có một tình huống đá phạt góc dành cho nhà Hà Nội. Họ không vào được giữ phòng. Nhất Tuấn. Anh Tuấn. Anh làm sao cũng chưa thấy hiện nhiều những tình huống dồn dào tốc độ vận động của hậu vệ cánh Trần Tuấn từ phía đội bóng Hoa Trăng. Nhưng mà đây là thời điểm mà họ cũng không có được thực hiện đảm bảo khá tốt và đã có được số lượng từ đội bóng tâm lý thi đấu cho đội bóng Nam Định Sơ. Đúng rồi. Đây là trận đấu mà Tuấn Anh đạt được kéo xuống chơi cầu vợt cánh. Vị trí theo chế độ đánh giá không phải là sơ chuẩn. Cú sút cầu chính xác của Đức Nhật. Thời gian thi đấu của cuộc trở lại cũng không còn quá nhiều và tỷ số cho đến lúc này vẫn đang là 3-0 nghiêng về phía Nam Định Thơ. Một con số đủ để cho họ có thể giành được chiếc vé còn lại của bảng C và vào vòng tứ kết. Trần Tuấn. Và đã là những đường bàn ngắn dành cho đội bóng áo trắng. Và đã học với bạn xin chờ tiếng còi kết thúc hiệp một của trận đài Nguyễn Xuân Bình. Một không. Cao thủ nhà đó vẫn đang cố gắng để tận dụng khoảng thời gian còn lại của hiệp một Thái Nguyên. Không được, để tốt kinh thì như vậy đã có mặt rất tương đương. Trần Tuấn. Rất khẩn trương và cao thủ áo xanh. Anh Phát. Như là Ngọc Bách hay Trần Tuấn đã ra một đạo là những chốt chặn rất khó để vượt qua và thậm chí ở vào khoảng thời gian đầu thì có nền tảng của đội còn đang sung mãn và đang có rất nhiều những tình huống dâng cao và hỗ trợ tấn công đức. Một trận đoạn thắng thì đã có dấu dậy của Ngọc Bách. Trần Tuấn chỉ xuất cửa vũ phòng. Đã có tiếng cầm. Tiếng thứ. Không được. Đó là cầu thủ trọng vẫn đang chơi rất sức tập trung.
Vâng, và tôi cũng là tướng tài phát lại được một cửa trận đấu này và lợi thế đang tạm là 3-0 dường về phía Nam Đồng Thơ. Con số có thể là thua để cho họ có thể là một sọc và sẽ không tạm nghỉ trong những phút chuẩn bị đến với hiệp hai của trận đấu này. Tiếp tục đại sơi giữa Nam Đồng Thơ và nhà hàng Lá Đỏ. Tôi đã kết lại với tỷ số 3-0 dường về phía cầu thủ của đội Nam Đồng Thơ. Và vào bàn thắng của bóng đá trắng thì Mạnh Quỳnh đã có một cú đúp và qua cái bàn còn lại được thực hiện bởi Công Nghĩa. Vòng đấu hai của trận đấu đã được bắt đầu. Quan sát của tôi trong ngày này, nhà Lá Đỏ đã có những sân đấu chung. Rồi đang quan sát thấy vị trí của Tô Tân. Cùng với đó là Tô Tân đã xuất hiện ở cơ sở. Và để đảm bảo cho những diễn biến của trận đấu có thể đưa ra một cách tốt nhất, ban tổ chức cũng yêu cầu là cầu thủ riêng của hai đội bóng là ngồi sát vào phía trong ạ. Và những người sát ở phía quá để đảm bảo cho cầu thủ có thể di chuyển tốt nhất trong tình huống chạy biên. Cũng như chúng tôi đã kết thúc thì trong trận này chỉ cần một chiến thắng tối thiểu, Nam Đồng Thơ cũng sẽ là đội bóng thứ hai chắc tay nhà Lá Đỏ và vào vòng tứ kết. Và sau khi được chấp lại, họ đã làm tất nhiên những gì mà quan luyện được rằng đây là trận đấu mà Nam Đồng Thơ không được thất bại. Một trận tấn công cũng đã được duy trì và trận này cũng khá sớm cho cầu thủ trắng và kết quả cũng đã rất nhanh chóng xuống với họ. Nói chung về mặt thực lực thì Nam Đồng Thơ là đội bóng vẫn được dưới trung bình đánh giá cao và họ cũng xứng đáng khi có được chiếc vé để lọt vào vòng tứ kết. Đội bóng có sự đầu tư bài bản với rất nhiều những cầu thủ chất lượng trong đội hình thi đấu. Tuy nhiên thì rõ ràng Nam Đồng Thơ vẫn luôn làm cho những người đối họ phải sống trong lo lắng. Cô Phương Quốc đã không thể được thực hiện ở những vòng đấu trước và họ cũng khiến cho khán giả phải chờ đợi cho đến tận trận đấu cuối cùng này. Với nhà hàng Lá Đỏ thì trận thua này cứ như có và cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến vị trí dẫn đầu bảng của họ. Cũng như chúng tôi đã nhận định thì trước khi trận này diễn ra, cầu thủ nhà hàng Lá Đỏ đang có một tỷ lệ số rất tốt khi họ đang dẫn đầu. Trong đó tỷ lệ số của Nam Đồng Thơ là 0. Có nghĩa là kể cả ba bàn thắng cho đội tuyển này thì Nam Đồng Thơ vẫn chưa thể san lấp được như kết quả 0-0. Họ vẫn đạt kèm đối thủ 8 bàn và tất nhiên là chất béo sẽ đầu vòng thế này không thể lọc khỏi tay của nhà Lá Đỏ. Trong trận này thì chúng ta cũng đã có đến trên 80% để sắp xếp hai cặp đấu còn lại của vòng tứ kết. Ở trận tứ kết ba, khả năng rất cao sẽ là việc chạm trán giữa nhà hàng Lá Đỏ và Công Ty Vận Tải, và trận tứ kết bốn sẽ là việc đỏ sức giữa Bánh Kẹo Đại Thắng và Nam Đồng Thơ. Và lúc này thì rất nhiều người cũng đang nghĩ đến câu lạc bộ Vận Lực. Và trở lại với dưới chương trình như chúng tôi cũng đang có phần kết nối cho đội bóng này. Một đội bóng có lối chơi đẹp với đúng bản sắc và tổ đại rất nhiều những đội mạnh.
Và chào những giải đấu khởi đầu cho đội Sơn Hà những giải đấu trong năm 2017 bóng đá đi được tổ chức hơn. Và cho những ngày này chúng tôi có thể mạnh dạn nhận định về công tác tổ chức. Tất cả các trận đấu đều đã diễn ra một cách suôn sẻ và vận động đều đã rất ổn. Sự thành công cũng đã đến với chất lượng chuyên môn và sự tự tin cũng như là những bất cập để lại cho khán giả. Những người được bóng đá phong trào ở mọi năm bóng đá chặn bay vần năm nay thì chỉ có một sự điều chỉnh duy nhất, đó là FPT diễn ra trước khi các cặp đấu cặp diễn ra. Và một giải năm ngoái thì FPT đã khởi tranh sau khi các cặp đấu cặp thất bại. Thank you.
mọi người vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi và áo trắng bóng quyền. Đây là trận đấu mà công nghiệp đã chơi rất tốt, tập đổ và anh đã cho xa thủ của đối phương rất khó rồi. Một vào rất nhanh và chúng ta không thể đứng còn. Rất tiếc là chúng ta không có những người dân này. Bóng đá rơi các giới của sàn hàng và bật ra rất nhanh. Đồng tên đây là thời điểm mà nhà đội nhờ đã bắt đầu có những pha xử lý nỗ lực. Họ phải vừa rút của đặc mạnh thay người. Thay người rồi thì từ lỡ ràng đó. Rút một thời sân. Vậy thì vừa tung vào sân là con thế. Đây là trận đấu nhà đội nhật không đá vị trí sân trường. Và bây giờ thì trình bày số 1 của nhà lá đỏ đã trở lại sân vị trí của bóng mới. Đúng tổng thật gọi là một con số đảm bảo và không thể lập một đối tượng dành cho nhà lá đỏ, đặc biệt là với số trận mà họ đã tạo ra trong những vòng loại. Tuy nhiên thì bàn thắng có lẽ là điều không quá khó đối với thành viên và các đồng đội của anh. Ngày nay họ vẫn chưa thể vượt lên lòng sức mạnh mới của Đồng Văn Thành, luôn có thời gian là thanh tẩu. Thanh tẩu cũng đã khá lâu mới quay trở lại với Thạc Sơn Bất Đệ tại quảng trường và trao đổi với tôi ở phần thanh niên này. Anh cứ cho biết là cảm giác bóng đá tốt hơn rất nhiều và chúng ta cũng đã bắt đầu thấy được những pha cứu thua quen thuộc của Đoàn Thành. Đây là một cú sút dành cho thủ thành bên phía Nam Định Thái rất sâu hơn. Đội bóng đá đặt tới tư tưởng của Đồng Văn Thành đó chính là đội bóng Phú Đắc Tôn. Hoàng Bách. Hoàng Bách vẫn rất tập trung. Một cầu thủ sở hữu đường cảm của đội bóng Phú và sẽ là một pha ném bóng mạnh khi mà phía sau Mạnh Hùng và Công Nghĩa cũng đã có mặt cắt đặt không được. Bóng vẫn hơi cao so với đà bất ngờ của Công Nghĩa. Có lẽ là những người đến nhà lá đỏ vẫn đang chờ đợi và sự nỗ lực của họ với bàn thắng đầu tiên dành cho trận đấu này. Một lần hai của Thanh Đức cùng được một lần là ba chạm bóng của Thanh Đức. Và trong chất bất lệ thứ hai dành cho Phú Quang thành đạo. Thank you.
và nó vẫn có những sự lựa chọn đến từ phía đội bóng Nam Định thơ. Và điểm mà họ có thể lựa chọn để giúp giảm một số vị trí trung cực. Họ cũng vẫn phải có những phản ứng để giúp chân cho các vật liệu thì phải tổ chức được đạt ở rất gần. Không được. Hai người về phía Nam Định thơ. Sân vườn năng lượng sẽ được đưa ra đồ. Và nếu được vào sân là vị trí của Quang Thành. Nói là Nam Định thơ có khá nhiều chủ viện. Nếu tính cả thì chính Quang Thành họ đang có đến 3 chủ vệ đứng nữa. Chưa kể thì anh Tuấn có thể được kéo xuống chơi thấp nhất cho tuyến một. Đến trận đầu tiên của Quang Thành. Năm một đoạn thời gian thi đấu của hôm nay đã trôi qua và lợi thế vẫn đang là tiến trận cho cuộc đỏ sức giữa Nam Định Tower và nhà cá đỏ. Lợi thế đạt được cầu thủ Nam Định Tower. Đẹp lượt cho cầu thủ áo trắng. Một chuyện lệnh vừa công nghĩa. Tiếp tục có sự thay đổi không? Được trở lại. Anh Tuấn bên phía Nam Định Thơ sẽ là người đang ngủ. Và người vào sân là Dương Ngọc. Bên phía nhà hàng lá đỏ Phương Tùng sẽ ra ngủ. Và người vào sân là Thanh Tùng. Lần thứ hai mà Thanh Tùng và Phương Tùng bắt tay nhau cho mặt tiếp. Một lần nữa thì Thanh Tùng lại vào sân để thay cho Phương Tùng. Hai cầu thủ trung tâm. Xong chưa? Trận đấu trò chuyện này thì với 8 gương mặt đã xuất hiện vào cuộc chiến đều là những bóng rất mạnh và có chiều sâu. Có thể nói đây là 8 trong số những đội bóng mạnh nhất bây giờ từ hiện tại của bóng đá phong trào thế giới. Vẫn như là họ đã cầu thủ đến trên 90% số cầu thủ chất lượng thường xuyên thi đấu tại sân cỏ trượt và hệ thống các sân cỏ nhân tạo. Có điều chung nữa là cảm giác được bóng vừa có lực lượng khá rộng. Chưa thấy là ở giải đấu lần này, phần lớn các đội bóng đều thay đủ đồng lượng. Có thế. Vậy là trận đấu này nhà đá đỏ cũng chỉ còn giữ lại có Thanh Lượng và Anh Tuấn, họ vừa thay đến 5 lượt. Chưa kể đến sự lựa chọn của mình. Với trận đấu tiếp nào ở vòng tứ kết chương trình, chắc chắn đó sẽ là những trận đấu cực tinh. Ở một giải năm ngoái thì đá có khá nhiều trận đấu phải giải quyết thắng thua trên trận đá lâm lên. Tuyệt vời. Và cơ đánh về hai người rất nhẹ nhàng và kỹ thuật cho mọi người. Đó là trận đá được hoàn tất dành cho cầu thủ khi giành lá vương vỡ từ phía Nam Định Thơ. Nắp chân cho đội bóng áo trắng. Ngày nay chúng ta mới thấy bức hình ảnh thực sự của Mạnh Hùng. Thì mà trong trận đấu trước anh Tô Sơn bị đấu trí đá ngập lên. Thầm luôn. Phải. Thầm luôn bên phía đội bóng 50 thôi.
Mạnh Hùng sẽ ra đường. Và người đầu tiên vào sân là Đức Văn. Mạnh Hùng đó hoàn thành nhiệm vụ của anh cho trận đấu này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với sức mạnh mà hai cơ thể nó tạo ra trong trận đấu vừa qua, chắc chắn là cặp đấu giữa nhà đá đỏ và cầu thủ Bạch Hải sẽ là một cặp đấu cũng rất đặc sắc. Cho thấy là cả bốn cặp đấu tứ kết ở giải đấu này đều là cá cân. Bây giờ là pha chạm bóng của Văn Thành. Bóng cầu với quả đá phạt góc không được. Bây giờ chúng ta đáp với chạm bóng của Thanh Quốc. Không biết sửa lắm. Với sở bóng nằm nằm trong chân phải của thủ hoàng áo số 16. Dương Long. Và là cao hở cho Dương Long. Không được. Cao hở chẳng đang chờ với một trình thế rất tốt. Đó ra anh đã gặp khó trước hai cầu thủ của đối phương Thanh Nguyên. Bắc Trường đã có lên. Chúng ta sẽ trở lại với MTV Cup vào buổi chiều chủ nhật tuần này với trận chung kết 1.